Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Neo7D. Thì đây là cái mẫu tai mình mới vừa làm xong cho cô khách đó các bạn. Thì mấy ngày gần đây cũng có rất là nhiều anh chị em nhắn tin trên những clip của mình là các bạn có hỏi rằng là bữa trước khách của các bạn vô làm thì khách muốn các bạn vẽ một con nhện thiệt là bự trên móng tay, một con nhện to cả móng luôn. Thì các bạn cũng đã xem trên những clip chia sẻ về cách vẽ Halloween của mình thì các bạn cũng vẽ theo. Và bạn nói rằng bạn vẽ cũng được, cũng hết, nhưng mà bạn vẽ là nó không có đường nét, nó không được thẳng và nó không có được mướt như mình vẽ ở trên những clip mình chia sẻ. Thì cuối cùng bạn chùi tới chùi lui rồi bạn vẽ cũng xong. Nhưng mà bạn có hỏi rằng có cách nào vẽ dễ hơn một chút xíu hay không? Thì mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi, là không cần, các bạn không cần có vẽ chính xác, không cần có vẽ thẳng, không cần vẽ đều. Đừng cứ chùi các bạn, vẽ không thẳng, không đều thì mình có cách mình sửa. Chứ đừng, các bạn đừng có vẽ mà các bạn thấy chưa đều các bạn chùi ra thì sẽ làm hư cái nền móng ở dưới. Thì bữa nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách mà nếu mà các bạn vẽ không thẳng, không đều thì các bạn sửa như thế nào. Ở đây là các bạn thấy cái bàn tay của khách này là mình đã làm xong rồi, mình đắp bột xong hết rồi. Clip ngày hôm nay là mình không chia sẻ về đắp bột các bạn. Đắp bột mình sẽ chia sẻ trong clip khác, cái nào nó ra cái nấy. Ngày hôm nay là mình chỉ chia sẻ vẽ cho nó dễ dàng, chứ còn chia sẻ tùm lum vô hết thì anh chị em mình rất khó mà tham khảo cho nó dễ. Rồi thì các bạn thấy là sau khi mà làm đắp bột xong hết rồi á thì mình bắt đầu mình sơn trên cái tay của khách của mình đang làm á. Thì mình sơn hai ngón màu trắng này các bạn này, hai ngón màu trắng này là mình sẽ làm hai ngón design, còn những ngón còn lại á là sơn màu đen. Thì cái cô khách này á cũng muốn vẽ một con rắn và một con nhện thật là bự, còn những ngón màu đen kia là bỏ chrome ở trên. Chút xíu nữa đây á là mình khi mình vẽ con nhện á thì mình sẽ cho các bạn thấy là các bạn không cần phải vẽ thiệt là thẳng, không cần phải vẽ thiệt là nét. Đặc biệt là các bạn đừng có chùi, các bạn vẽ không đẹp, không thẳng, không nét, đừng có chùi các bạn. Chùi là mất thời gian mà các bạn làm vậy nó lâu lắm, lại nó lem ra, nó nhớp nữa. Đừng có chùi, vẽ không đẹp mình sửa chứ đừng có chùi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thiết kế cái những ngón màu đen trước các bạn. Thì ngón màu đen này cô khách này cũng muốn bỏ chrome trên màu xanh. Thì mình hơ đèn xong các bạn thấy không, là mình sẽ bỏ chrome lên. Cái này là chrome màu xanh các bạn. Chrome màu xanh bỏ lên rất đẹp, nó màu xanh hai màu, màu xanh dương là màu xanh nước biển. Các bạn nghiêng qua ánh sáng thì bạn sẽ thấy màu xanh rõ rệt. Ở ngón cái này các bạn này là mình cũng bỏ chrome màu xanh, nhưng mà bỏ ở trên cái cuticle xuống thôi, ở dưới đầu móng là không có bỏ, để nó tạo ra cái ombre. Đó các bạn thấy không, ở dưới này để cái đen lại này để tạo ra cái móng dính ombre, vậy cho nó đẹp, nó giống cái lễ hơn các bạn. Đó là các bạn cứ đánh nhẹ ở trên thôi, đến xuống dưới này là các bạn quắt nhẹ ra là nó sẽ thành cái ombre như thế. Ở ngón màu đen ở giữa này các bạn này là khách họ muốn một đường, hai đường line, một cái line ở giữa, một cái line ở dưới. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái nước sơn này lên, mình định làm cái đường line ở giữa trước, rồi chút xíu nữa xong hết rồi mình làm cái đường line ở dưới sau. Hai cái đường line trên cái ngón ở giữa này các bạn, mình để cái lâm châm vô này, để lâm châm vào không, rồi ra đường line ở giữa này đó. Còn một đường line nữa chút xíu mình làm sao. Bây giờ mình sẽ vẽ con rắn trước rồi mình vẽ con nhện tiếp theo các bạn. Ở con rắn này thì rất là dễ, con rắn này thì cô khách này cũng muốn con rắn này là hai ba màu, màu đỏ, màu đen, cũng là màu vàng vàng óng ánh. Thì mình vẽ cái đầu là hình tam giác, sau đó mình vẽ những cái đường line cong cong ở dưới các bạn, nối con rắn lại rồi mình đồ đậm lên đó, vậy thấy không, đồ tô đậm lên để con rắn của mình nó mập. Nếu bạn muốn con rắn mập á thì các bạn tô mập lên một chút, còn nếu mà các bạn muốn lợt thì các bạn tô nhỏ lại thì nó ra con rắn đậm lợt, dễ không. Còn cái màu này á thì khách họ muốn, các bạn thấy con rắn của mình có màu không, là cái màu này là các bạn lấy màu đỏ với lại màu đen các bạn trộn vô với nhau với một chút silver màu vàng nữa là nó sẽ ra con rắn như thế đó các bạn, cái màu như thế đó, cái màu khách họ muốn. Bây giờ qua con nhện này, bạn nói là con nhện bạn vẽ không nát là bạn chùi tới chùi lui, cuối cùng bạn vẽ cũng xong, nhưng mà đừng có chùi. Bữa nay mình sẽ chia sẻ các bạn mình vẽ con nhện không có nát, không có thẳng, không có như mình vẽ như clip trước, mình vẽ rất là xấu ở đây này, và mình sửa cho các bạn coi. Là đầu tiên là các bạn sẽ làm cái đầu đúng không, mình bỏ cái dấu chấm bi vô mình làm cái đầu, sau đó mình tô cái hình cái mình của con nhện là cái mình cái hình giọt nước đó, các bạn lấy cái kẹo băng tô to ra. Rồi sau khi mà tô xong cái hình của mình của nó rồi á, đó các bạn thấy không, mình sẽ vẽ hai cái râu trên cái đầu của con nhện cho nó tạo thành con nhện thì có cái râu trước á, thì vẽ hai cái râu lên, vẽ hai cái râu lên các bạn. Chứ các bạn vẽ mà các bạn vẽ không nát, không đều, các bạn chùi là rất mất thời gian, đừng có làm như thế. Đó bạn vẽ hai cái râu vô. Rồi bây giờ mình vẽ mấy chân ra này, đó các bạn thấy không, kéo đại ra có nát không, không nát các bạn, có thẳng không, có đều không, không đều luôn, nát to, nát đậm, nát nhỏ là không. Đó mình kéo đại ra này, đó dưới này cũng vậy, mình kéo đại ra bóng của chân, kéo đại ra thôi,
Đó, bạn thấy không? Có đều không? Không đều. Mình nối bốn cái chân lại này. Nối ở trên xuống, nối lại. Các bạn thấy cái nét đi có đều không? Không đều luôn. Các bạn làm như thế này rồi xong các bạn thấy không đều, các bạn chùi bạn sửa lại. Là mất thời gian, bạn làm hư cái này màu trắng ở dưới nữa. Đó, các bạn thấy không? Đừng có chùi. Không cần chùi các bạn, không cần phải vẽ nét, không cần phải vẽ thẳng. Mà mình sẽ từ từ mình sửa sau. Đó, các bạn thấy chưa? Vẽ này các bạn thấy không? Không đều, không nát gì hết. Bây giờ mình nối cái chân lại này, nó rõ ràng này. Rõ ràng này, các bạn thấy không? Rõ ràng này, nối lại này. Rồi giờ các bạn mới đồ đậm lên. Giờ các bạn mới sửa này, chỗ nào chưa, cái nào mà nát mà to thì để đó, nát màu nhỏ thì đồ đậm lên cho nó to lại, nó vừa lại. Đồ rất tự tự thôi, đồ theo cái dấu mà các bạn đã vẽ ra rồi á. Đồ theo. Đó các bạn thấy không? Đồ theo tô vô. Mình tô từ từ thôi các bạn. Không cần phải vội vàng, không cần phải chùi, không cần phải làm gì hết trơn á. Đó các bạn thấy không? Tô vô nè, nối lại cho chân vô cho bài bản này, bốn chân này, bốn bay này. Một bên bốn chân, hai bên tám chân. Đó các bạn thấy ở dưới này không? Mình vẽ này. Mình cũng lem ra này, là không? Coi như là ngày nay mình vẽ là không thẳng không nát luôn á, để mình sửa cho các bạn thấy là nó các bạn không cần phải chùi. Đó, bạn thấy chưa? Bây giờ chân to chân nhỏ bạn đang tròn màu tùm lum này. Bây giờ bạn lấy màu trắng. Đó, bạn bao vô ở giữa chỗ nào tròn đó các bạn lấy màu trắng bạn bao vô. Đó các bạn thấy không? Mình sửa lại lẫn thẳng tương lại này này. Các bạn thấy mình làm chưa? Chỗ nào mà cái màu đen của bạn vẽ chân nhạy các bạn bị lem ra to quá á thì các bạn lấy cái màu trắng là màu này các bạn tô lại. Đó các bạn không? Tô lại chỗ nào to mình tô lại. Rồi bây giờ nó đều không? Rất là đều lại liền. Các bạn không cần phải là tự nhiên vẽ các bạn không thẳng các bạn chùi ra mất thời gian. Thì sau đó là xong rồi các bạn bỏ chút xíu cái màu lên cho thân của con nhạy nó có màu. Ở đây mình bỏ màu tím này lên cho có màu chút xíu đó bạn. Đây là kỹ thuật rất bình thường. Các bạn vẽ, các bạn làm là các bạn sẽ biết rồi. Chứ các bạn không nên mà mình vẽ nét không nát, vẽ không thẳng, các bạn lấy cái chỗ các bạn nhúng acetone các bạn chùi đi là nó mất thời gian của anh chị em mình nha, đừng có chùi. Rồi ở con giữa này khách họ muốn highlight các bạn này, bây giờ mình làm một line nữa này, mình bỏ cái màu lên để cái lâm tranh vô là ra một cái line ở dưới nữa các bạn thấy không, là highlight. Đó, highlight xong hết rồi các bạn thấy không. Rồi mình hơi treo hơi đèn cho nó khô kỹ đi. Rồi cuối cùng nữa là nhiệm vụ của vậy bạn, còn ngón út nữa. Ngón út này là khách họ muốn bỏ những cái đường dây gian gian trộn trộn đó, thì với những cái đường dây nhỏ như thế này á thì các bạn dùng cái treo này các bạn làm. Cái này nó gọi là spider treo, làm cho nát. Rồi xong nữa là bỏ thốt cốt. Thốt cốt lên xong là ok, bộ móng ngày hôm nay các bạn hoàn thành. Đó, thì clip ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là cách vẽ mà không cần nát. Vẽ lỡ bị không nát, không thẳng thì các bạn sửa như thế nào. Thì có cách hết các bạn. Chứ các bạn đừng có chùi nha, đừng có vẽ không nát, không thẳng là bạn chùi. Đó, như vậy là các bạn sẽ xong cái bộ móng ngày hôm nay rất là đẹp, đều. Và nói chung là khách họ rất là thích luôn các bạn. Chứ còn chùi tới chùi lui là mất thời gian mà khách không thích nữa. Đó, bỏ tốt cốt vô bạn không? Bộ tay bóng lưỡng liền. Và cũng như là ngày hôm nay mình đã xong bộ tay ngay rồi các bạn. Thì có nhện, có rắn và có những cái mẫu ombre rất là nhẹ nhàng. Thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và chúc các anh chị em mình luôn luôn gặp nhiều sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.